Ở một cái bia của các cụ mất ở đây. Ở một cái mộ này có rất là nhiều người được đặt ở đây mọi người. Đây là voi Hoa Đà, rất là giống luôn. Đây mọi người, đây chính là hoàn chống mái. Đấy, đây hoàn đá này mọi người này. Đây chính là cụ rùa Hoa Đá này. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quân Khám Phá. Ngày hôm nay Quân đang có mặt tại đây là núi Trường Lệ thuộc thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Và ngày hôm nay thì Quân sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá một trong những cái di tích thắng cảnh rất là đẹp và cũng rất là tâm linh. Đó là hoàn trống mái và cụ rùa Hóa Đá và voi Hóa Đá mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi tham quan ba cái địa điểm, một trong những cái tạo hóa của thiên nhiên. Hiện tại bây giờ mình đang đi tắt ở cái phía đường dưới kia lên. Thì mình đi qua cái đoạn này là nằm ở một cái khu núi Trường Lệ. Thì ở đi hướng này thì mình sẽ quay cho các bạn xem hoàn trống mái ở núi Trường Lệ, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sau khi mình quay ở đó xong mình sẽ cho các bạn tới tham quan luôn cái hoàn đá hóa rùa này, rồi hóa vôi mọi người nhé. Đây có rất là nhiều người đi tham quan du lịch ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ trời rất là nắng cho nên là mọi người đi tham quan du lịch rất là đông mọi người. Đây mọi người, đây chính là hoàn trống mái. Sự tích kể về hoàn trống mái này là xưa kia là có cặp vợ chồng đã hóa thành hoàn trống mái. Thì mọi người có thể tìm hiểu hơn, sâu sắc hơn về cái hiện tượng hoàn trống mái tại núi Trường Lệ, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì mình cũng chỉ quay cho các bạn xem để biết về hoàn trống mái. Mọi người nhìn từ xa, mọi người nhìn thấy ở đây có một bên thể hiện cho người chồng và người vợ. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Rất là giống. Một hoàn trống mái thể hiện một cái tình yêu son sắc giữa các cặp vợ chồng. Mình sẽ lên bên trên mọi người nhé. Hôm nay là người ta đang tổ chức chuẩn bị kỷ niệm Sầm Sơn các thứ đấy, chuẩn bị tổ chức du lịch Sầm Sơn. Thế nên là mọi người nhìn thấy đây có những các cái này để người ta dựng rạp lên để người ta tổ chức. Thế hiện các cái đèn nháy các thứ đấy mọi người. Đây mọi người, đây là bên trên. Đây là mình nhìn nó giống hơi giống con chim đang nhìn về cái hòn đá này. Hòn đá này giống như là hòn đá mái mọi người. Đây là chim đực này, đây chim cái mọi người này. Giống như cặp vợ chồng đấy. Rất là giống luôn mọi người nhé. Tạo hóa thiên nhiên nằm chênh vênh trên một cái ngọn đá như thế này. Nên phải nói rằng là ở đây có cái phong cảnh rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới tham quan hoàn đá giống hình con rùa và giống voi mọi người nhé. Mình phải đi một đoạn xa nữa thì mới tới mọi người này. Hôm nay bây giờ bầu trời nó về tầm 4 giờ chiều rồi. Cái cảnh ở đây khá là mát mẻ và đẹp. Mùa hè ở đây thì du lịch Sầm Sơn khá là đông. Mọi người có thể tới đây để
tham quan và tắm biển và chụp cho mình những cái bức ảnh khá là đẹp. Đây là cái đường đi xuống phía dưới cụ rùa và cụ vua Ê đảo Hoa Đá. Ở xung quanh này có những bông hoa trồng hai bên khá là đẹp mắt. Nói rằng là cái thiên nhiên ở đây mình nghĩ là rất là đẹp và rất là trong lành luôn. Rất yên tĩnh và rất mát mẻ. Đây mọi người, hình như mình thấy đây hòn đá này mọi người này. Đây chính là cụ rùa Hóa Đá này. Đấy, cho mọi người xem. Đây là cái góc nhìn từ xa. Mọi người nhìn thấy rất là giống cụ rùa đang hóa cúi đầu xuống uống nước. Đây mình lại góc này cho mọi người xem. Đây, nhìn từ xa này mới giống nhưng mà nhìn lại gần thì không giống lắm mọi người. Đây mọi người nhìn từ xa là cụ rùa đang nghiêng mình xuống để uống nước. Ở đây có đường ra mọi người này. Đây, mọi người, góc này mọi người nhìn thấy rất là giống luôn. Có mắt, có mũi này. Và đây là phía, ở dưới đây là phía dòng suối. Đó mọi người. Thì những cái câu chuyện kể về các cái sự tích. Tại sao lại có những cái bức tượng đá hóa thành những cái con vật có hình thù tương đối giống như thế này. Đây, đây là cái đầu rùa này. Đó, đây là cái thân rùa nằm trên một cái tảng đá này, đang nghiêng mình xuống để uống nước. Đó mọi người, khá là giống luôn. Xung quanh đây cũng có những cái tảng đá này. Cảnh rất là đẹp. Đây mọi người đang đi tham quan với chụp ảnh. Đứng đây này, đứng đây mà chụp này. Lấy cái hình ảnh con rùa này các bác này. Đây này. Thấp đứng trước đi. Bánh nào, cô ơi. Đây, để chú đi qua cái nào. Tạm thời chia tay với cụ rùa Hoa Đá thì mình sẽ cùng với các bạn xuống phía dưới này để khám phá cụ vua Hoa Đá mọi người. Một trong những cái hiện tượng thiên nhiên khá là bí ẩn. Mình phải đi một đoạn xa đó mọi người. Đường đi xuống phía dưới cụ vua Hoa Đá thì ở đây có rất là nhiều ngôi chùa ở khu vực này. Nơi đây là một nơi rất là tâm linh và thanh tịnh. Xin chào bà nhá. Dạ vâng. Đây mọi người, cái đây chính là cái bên đường sang bên với cụ vua Hoa Đá đây. Đây mọi người nhìn từ đây, cái góc đó hòn đá kia tính là cụ vua Hoa Đá đây. Bây giờ mình phải tìm đường để sang.
khá là rậm luôn. Đây. Đây mọi người. Mình phải bước qua cái vị trí này. Wow. Đây. Đây chính là vôi hóa đá mọi người nhìn trong video. À, các bạn nhìn nó rất là giống. Đây mọi người. Đây, có mắt có mũi đây. Đây mọi người thì ở gần cụ vôi hóa đá thì ở đây có một cái khu mộ có rất là nhiều người đang đặt ở đây, các cụ đang đặt ở đây. Thì mọi người nhìn thấy này, đấy. Có phần tai này, vôi mắt, có mọi người nhìn thấy rất là giống luôn. Ở đây nó rất là rậm rạp. Đây, cái vị trí này mọi người này. Đây. Đây chính là cái đoạn cái cổ của nó này. Đây là cái vòi của nó mọi người này. Cái trên này là cái đầu, cái mắt đấy mọi người. Đấy, rất là giống luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người. Đây, ở đây thì có một cái bia của các cụ mất ở đây. Ở một cái mộ này có rất là nhiều người được đặt ở đây mọi người. 1, 2, 3, 4, 5 dòng họ Lê mọi người. 5 người đã đặt ở trong cái khu mộ này. Đặt chung ở đây. Cái mộ này có từ ngày xưa đấy mọi người. Và người ta cũng không biết như thế nào. Đó mọi người. Thì đây là vôi hóa đá. Rất là giống luôn. Đó. Trên này. Trên này thì nó cái sắc thái thì nó không được giống lắm. Anh chỉ có một cái mỏm ở phía đường kia thì nó nhìn rất là giống. Trên này rất là rậm rạp. Ở đây là một trong những cái kiệt tác này thì tại sao ở đây lại không khai thác để trở thành một điểm du lịch. Đó mọi người. Đây là rất là rậm rạp luôn này. Cái lý do mà tại sao lại có những các cái hoàn đá giống như cụ vôi hóa đá ngày hôm nay và có cụ rùa ở phía trên kia vừa rồi mình mới vừa quay và hoàn trống mái thì ngày xưa có cái câu chuyện truyền thuyết nói về xưa kia ở đây là rất là hạn hán, khi đó thì ở đây là một cái vùng nước trũng thì các con vật xuống đây để uống nước vào châu mình xuống uống. Và từ đó là các con vật đã bị hóa thành những các cái hiện tượng thiên nhiên được truyền đạt và truyền thụ đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì Quân cũng chia sẻ với tất cả các bạn một cái hiện tượng thiên nhiên rất là kỳ lạ như vậy. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin chào tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.